mình sẽ đi vô làng sinh tố để rủ mọi người đi chơi. Ôi chị đâu bây giờ? Hello chị đâu? Tôi ở bên này nè. Hello chị đâu bây giờ? Cái gì vậy? Ôi sao tụi mình rớt xuống đâu vậy? Ui nấp mây đâu ra vậy? Sao giữa làng mình lại có một cái hố như vậy? Hai người có muốn tham gia thử thách ngày hôm nay không? Cái gì thử thách thì hôm nay sao tự nhiên có một cái hố này? Ôi giữa cái hố này còn có một cái đống tiền gì nè các bạn ơi. Wow! Đây chính là thử thách sinh tồn trong hố tròn đó. Cái gì sinh tồn trong hố tròn hả? Và người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng đó chính là 10 triệu đây nè. Cái gì 10 triệu đây? Wow! Quá trời là tiền mặt. Wow, này nguyên một đống tiền luôn nè. Trời, đã vậy tiền này đâu ra vậy Huy Đức ơi? Tại vì các bạn fan đã tài trợ cho tụi mình làm được cái thử thách này đó. Wow! Cảm ơn các bạn fan nhiều nha. Trời ơi, các bạn tài trợ tận 10 triệu lần sau. Quá trời gì vậy? Quá một cái thôi cho tôi chơi chung với. Trời đất ơi, ôi đâu ra tiền ở đó có chính viên. Trời đất ơi. Ủa làm sao để mình chiến thắng cái thử thách này đây? Đúng rồi, làm sao để chiến thắng được vậy? Trời ơi, đơn giản thôi, mình chỉ cần sinh tồn và sống sót cuối cùng trong cái hố này là mình sẽ chiến thắng. Wow, vậy nhiệm vụ của bốn tụi mình là phải loại ba người còn lại để giành được số tiền, là vì chỉ có một người thắng thôi. Và bây giờ số tiền này sẽ được chôn xuống dưới cho đến khi tìm được người chiến thắng. Nó được chôn xuống dưới nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử thách ngày hôm nay coi. Tôi sẽ là người chiến thắng cho bà coi. Đừng có mơ. Trời ơi, ai cũng có vẻ tự tin quá ta. Nhưng mà tôi chắc chắn tôi phải là người chiến thắng trong ngày hôm nay các bạn ạ. Và đây là cái thang leo lên dành cho người bỏ cuộc đó nha. Tôi sẽ không bao giờ leo lên đâu. Cũng mạnh miệng nói được rồi. Để coi thử ai là người chiến thắng ngày hôm nay nào. Được rồi, thời gian chính thức bắt đầu. Và bây giờ để giết thời gian thì mình đã quyết định cùng với chị Dobby chơi trò cờ tỷ phú nè các bạn ơi. Nếu không ở trong này hả mày nè, lâu là chán rồi. Cái gì vậy? Ôi, bên kia tôi đã chơi cái gì vậy? Đặt keo nè, thắng của họ. Trời ơi, mình chơi cái này cho nó lạnh đi các bạn. Đổ xúc sắc nè. Trời ơi, tức quá tôi rồi, thôi không chơi nữa. Ở trời ơi, không chơi nè. Ui, nãy giờ tụi mình đã chơi cờ tỷ phú với lại đánh bài đó tận 3 tiếng luôn hả? Không biết có ai muốn đi ra khỏi cái hố này đầu hàng chưa ta? Với tôi nha. Ủa, không em phải. Em không có tao. Ok. Đừng có mà mơ. Em mọi người có thấy hơi đói bụng không? Đúng rồi, em cũng thấy hơi đói bụng thiệt. Bánh miễn phí đây, bánh miễn phí đây. Ai ăn không? Ui, hình như trên kia có người rao bánh miễn phí kìa, nghe đã quá vậy trời. Trời đất ơi, không nhận thấy mình còn nghe cái mùi nó thơm quá vậy. Sao cái mùi bánh nó thơm quá vậy trời ơi? Đúng lúc đang mùi thơm quá. Nhưng mà mày bây giờ mình lên một cái là mình bị loại mất tiêu luôn. Tôi muốn chiến thắng, tôi sẽ nhịn đói, tôi sẽ để cái bụng đói này, tôi sẽ không lên đâu. Ai lên thì lên đi. Tôi cũng vậy. Ôi trời ơi, Jack cũng ngồi luôn. Tôi cũng vậy. Ôi trời, không ai vậy sao? Vậy luôn. Trời đất ơi, đúng là mọi người quyết tâm giành chiến thắng rồi các bạn ơi. Vậy là cái bụng đói cũng không thể ngăn cản được mọi người luôn các bạn à. Không ai lấy bánh miễn phí thì ta đi đó nha. Ôi trời ơi, ông ta đi luôn rồi. Trời ơi, tiếc quá vậy. Thôi kệ, không sao đâu. Ủa cái gì vậy? Là ta đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trong người đó. Cái gì? Trời đất ơi, Huy nó chơi gian lận kìa. Em ơi, nó đem sẵn bánh trong người kìa, mình đâu có biết chuyện này đâu. Không sao, không sao, để tôi phát cho mọi người một cái nè. Huy nó đem đồ ăn cho mọi người luôn nè các bạn. Sao hôm nay Huy nó tốt bụng lạ thường như ta? Từ có cái gì đó kỳ kỳ các bạn ơi, hay là có gì đó không ổn các bạn ơi? Từ em cảm thấy cái bánh này có gì đó không ổn, tại vì khi không là Huy nó lại cho mình ăn. Đúng rồi, vậy tôi phát luôn. Cái gì? Trời đất ơi, dắt ăn luôn rồi. Ê, vậy nào à? Ô, đã quá vậy. Tôi nó bị gì vậy trời? Ôi trời, bụng quá. Bị lừa rồi. Bị đây mà các bạn ơi, thằng Huy nó bỏ thuốc sổ vô cái bánh này. Nó dắt ăn cho nó đau bụng rồi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, đúng là cái miệng hại cái thằng này. Trời ơi, trời ơi, cho cái bụng quá. Có lần thang kìa, lên đi. Ra đi. Trời đất ơi, đúng là Huy Núp nó chơi gian xảo thiệt chứ các bạn ơi. Hên mà hả, tôi với Nabi không có bị dụ đó các bạn ơi. Dắt là ăn dữ quá mà. Many minutes later. Đã là 3 giờ chiều rồi các bạn ơi, và vẫn chưa có ai bỏ cuộc tiếp theo ngoài Dắt hay cả. Bây giờ ba đứa tụi mình đã quyết định là trải thảm ra nằm như vậy cho nó đỡ chán luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, đúng là thử thách này nó khó. Nhưng mà tao sẽ không bỏ cuộc đâu. Tất nhiên tao cũng vậy. Được rồi, nằm tắm nắng một chút cũng không sao các bạn. Ok vậy. Ôi cái gì sao mặt trời nó mất tiêu. Ôi trời ơi, trời mưa rồi kìa mọi người ơi. Trời mưa quá rồi. Đang nắng mà tự nhiên sang mưa lẻ quá vậy. Trời, trời mưa rồi, trời mưa rồi. Sao vậy, sao vậy, sao vậy, sao vậy. Trời ơi, lạnh quá. Trời ơi, lạnh quá đi trời. Đúng rồi, cảm mất tôi. Thôi ơi, chị Dobby ơi, hay là chị Dobby về nhà không mất công cảm. Bây giờ nó về nhà đi, đừng có chơi nữa. Thôi cái gì? Đừng có bay lừa chị. Trời
Trời đất ơi, chị Dobby hôm nay cứng vậy ta? Vậy thôi thì bây giờ tụi mình sẽ quyết định tắm mưa luôn các bạn ơi. YOLO, tắm mưa rồi. YOLO, tắm mưa rồi đó. Xây trời đất ơi, cảm ơn tụi người này đi hả? Tắm mưa cho chúng tôi đi. Ê, lạnh quá, lần sau không có tắm mưa nữa đâu các bạn ơi. Dẹp cái này đi. Cái gì vậy? Mày làm gì vậy? Đã đến lúc chúng ta chơi một trò chơi mới rồi. Cái gì trò chơi mới? Ủa kìa, hình như trời tối luôn rồi. Trời ơi, hình như là 10 giờ đêm luôn rồi kìa các bạn. Trời tối quá trời luôn, chị đang bị đón chị nữa chứ cả miệng rồi. Ôi, đúng rồi, trời tối mới thích hợp chơi trò này. Đó chính là trò cầu cơ. Cái gì trò cầu cơ? Trò gì mà hai vừa gọi hồn người gì chết gì ghê quá. Không chơi đâu, sợ lắm, sợ lắm. Không chơi cũng phải chơi, hãy chơi. Ôi, cái gì vậy, mày chuẩn bị đâu ra nguyên cái bàn cầu cơ luôn nè các bạn. Rồi, cái này chơi rồi. Sao, chơi sao. Người ta chơi trước cho, okay, có ai okay. Ở đây không? Ừ, có ai ở đây không, rồi, có gì đâu, mày lừa tụi tao hả? Rồi, để tao thử lại coi, có ai ở đây không? Trời đất ơi, mày lừa hả, làm gì có gì xảy ra đâu. Ủa gì kỳ, sao không có ai ở đây, trả lời cái coi, trả lời tôi coi. Trời ơi, đừng có hù tôi nha, sao tự nhiên xét đánh vậy trời. Ủa, nó bắt đầu rồi đó. Bắt đầu, có gì đâu, thấy có nhìn gì kê, xảy nhìn ra kê, nhìn kê. Cái gì vậy các bạn, sao cái này nó tự di chuyển vậy. Ừ, nó đi vô cái chữ gì kìa Huy ơi. Chữ yes là có hả? Đúng rồi, là có người ở đây đó. Vậy là trò này nó có thiệt kìa chị Huy ơi, sợ quá. Không chơi, không chơi đâu. Bây giờ mày không chơi là mày bị loại khỏi thử thách đó. Ôi trời đất ơi, chết rồi. Thử coi, không biết là bạn là tên gì vậy ta? Có thể trả lời tôi biết được không? Ôi, nó đi vô chữ M hả? Chữ M và chữ A là cái gì? Là ba hả? Cái gì ghê vậy? Không chơi nữa đâu, không chơi nữa đâu. Bây giờ tới lượt chị Nabi đó. Đúng rồi, chị Nabi, tới lượt chị Nabi. Chị Nabi ơi, nãy giờ em với Huy nó hỏi chơi rồi. Rồi, đi coi chị Nabi sẽ hỏi cái gì đây các bạn ơi. Rốt cuộc thì ngươi muốn gì? Ngươi muốn gì vậy? Đi qua chữ gì? Ôi, chữ C đầu chữ tiên C. Rồi bây giờ mình bắt đầu ghép những cái chữ cái lại nha các bạn ơi. Chữ U hả? Đúng rồi, C U rồi cái gì đó. Ôi, cái gì đây? Chữ T, C U T. Rồi cái gì đây? C U T. Rồi chữ G. Úi, nó ghi cái chữ gì khó hiểu quá vậy các bạn. C U T G I. Hả? Cái gì? Nó là chữ cút đi. C U T D. Đúng rồi, cút đi. Là nó đuổi tụi mình đi khỏi chỗ này ghê. Trời luôn, chị đã bị đi luôn rồi. Vậy là loại lên được một người nữa rồi các bạn ơi. Anh được gọi tới lượt tao hỏi được nè. Được rồi, mày hỏi đi nếu đắp lời. Trời, cái trò này càng chơi càng đáng sợ các bạn ơi. Hồi nãy kêu người là ma, vậy là người là ma hiền hay là ma ác vậy? Sao bắt đầu, sao nó đi vô chữ no chứ không là sao ấy? Tự nhiên hỏi ma ác hay là ma hiền, cái nó vô chữ no. Ủa, nó đi tiếp kìa, nó đi tiếp kìa. Ôi, nó qua chữ nó gì qua đâu vậy? Ủa, nó chữ gì á? Chữ quy hả? Chữ quy rồi cái gì nữa? Chữ quy rồi sau đó nó sẽ qua chữ u. Ủa, nhưng mà nó trả lời cái gì ma ác hay ma hiền mà sao nó ra chữ quy u y là quỷ hả? Nó không phải là ma hiền hay là ma ác, nó là quỷ luôn. Cái gì, nó là quỷ luôn hả? Gì ghê vậy? Nó tiếp tục di chuyển nè tôi. Ủa, gà ơi. Ủa, sao nó đang ở số 9, số 8, số 7, số 6? Ôi, sao nó giống như đang đếm ngược cái chuyện gì vậy các bạn? Là sao vậy? Ôi, nó đi xuống chữ tạm biệt á. Mình thấy có điều gì đó xông lạnh sắp xảy ra các bạn. Cái gì vậy? Tôi vừa thấy cái bàn tay nó xuất hiện kìa. Ta đi. Quỷ nó đi rồi kìa ơi. Vậy đừng là mình... Ủa, vậy trời đất ơi, sao mày vẫn chưa đi? Mày không sợ sao? Tao sợ thì sợ đó, nhưng mà sợ mất 10 triệu hơn. Trời đất ơi, cái thằng này nó ham tiền quá. Trời ơi, ghê quá. Các bạn, giờ sao đây? Giờ sao? Tôi chui xuống bàn, tôi nấp đây. Đã 2 giờ sáng rồi kìa các bạn ơi. Ôi, mày vô đây hồi nào? Ai cho mày chui vô chung vậy? Chui vô với mày ít kỹ giờ. Trời đất ơi, nhưng mà tao sợ lắm mày ơi. Trời đất ơi, đáng sợ. Cho mày ở đây nó rồi. Sao hơi như nghe tiếng bước chân. Cái gì vậy? Xin chui ơi, coi chân kia, coi chân kia các bạn ơi. Tự nhiên đâu ra một cái chân màu đỏ vậy? Hồi nãy là cái tay màu đỏ mà. Giờ sao đây Huy ơi, mày đi ra đi, mày ra mày thường mày thua mày đầu hàng đi mày. Còn bây giờ, Tại này nó quyết thắng thì chứ các bạn ơi. Hình như nó đâu mất tiêu rồi. Hình như nó biến mất rồi, để mình bò ra ngoài thử coi. Bò ra mày, bò ra nè. Hình như nó đi thiệt rồi, nó phải đếm ngược để nó xuất hiện, nó tìm mình nữa các bạn ơi. Con quỷ đâu đi vậy đó, Huy ơi, đến đâu mày, nó có cái tay gì kìa. Trời đất ơi, lại là cái tay hồi nãy nó đang muốn bắt tụi mình hay gì á trời. Ê, mày đầu hàng đi, tao gà để tao thắng rồi mày về. Trời đất ơi, không, bây giờ tao đầu hàng nên tao đã ở tới đây rồi. Không lẽ bây giờ tao đầu hàng mày cung quá. Nếu mà mày không đầu hàng thì tao tiếp tục chơi tiếp thôi. Cái gì mày lại chơi trò này ông nữa hả? Ơi, ông muốn bắt ai? Cái gì? Chữ T hả? Huy nấp chết rồi, không bỏ qua chữ T, sao nó là chữ O? Đừng mà. Ê, đừng nói là T hả? Ai á? Đúng rồi kìa các bạn. Rồi luôn. Vậy ông quỷ muốn bắt mày á, mày đầu hàng đi tao gà. Trời ơi, vậy là tôi phải xin lỗi các bạn rồi, tôi phải bỏ rồi, vậy là mày thua ơi. Đi tao gà. Bye bye, nha, chúc mày chiến thắng cho tôi đi. Ok, sao có tiếng báo không vậy? Nhưng mà cái tiếng chu hình như là 3 giờ sáng này là cái tiếng chu nó kêu cái Huy nấp
đã làm rớt ra cái remote gì đây? Sao tự nhiên mày cứ đổi cái remote đây lại vậy? Ai không nghe nào cái remote này, bây giờ mình điều khiển ra thử coi. Hãy chào. Ôi, đúng như mình nghĩ các bạn ơi. Thì ra đây chính là cái remote điều khiển cái bàn câu cơ này. Vậy là nãy giờ mình bị lừa rồi. Sao mày dám dùng cái này để điều khiển cái bàn câu cơ, mày lừa tao sao? Nào bây giờ tao bây giờ. Thì ra này nó chơi gian lận, mày đứng lại, mày đứng lại, mày hù tao, mày lừa nó, mày đừng có lừa lại, đừng lại, trời ơi, tức quá rồi. Vậy là cái giờ cái trò này chỉ là giả lừa các bạn ơi. Tao sẽ đốt cái remote đây luôn này thì mày lừa tao hả mày? Ơi từ từ, ơi sao tao đốt cái remote rồi sao cái chữ này nó vẫn di chuyển vậy? Ơi nó ghi vô chữ gì vậy các bạn ơi? Hả? Nó qua chữ Y kìa, D Y là sao, nó kêu đi là sao vậy các bạn ơi? Ơi cái gì vậy? Rồi chữ gì vậy này? Ơi cái gì đó? Đó là chữ E là chữ này là chết. Cái gì? Sao mà đừng nói là mày còn một cái remote khác nha. Không có tao hết rồi, mày lục thử đi. Trời ơi, có tiền không có ai điều khiển nó hết các bạn ơi. Trời ơi, đáng sợ quá vậy. Nó bay lên kìa. Thôi cái gì? Nhìn cái bạn cầu cơ. Thôi cái bạn cầu cơ. Thôi cái gì? Thôi sao đâu ra con quỷ nó chui ra cái bạn cầu cơ vậy? Ghê quá vậy, chạy thôi, trong cái hố này chỉ còn mình nói lại với con quỷ này thôi sao? Sợ quá các bạn ơi, ghê quá ơi không? Hello tao gàn. Ủa gì vậy, tôi nghe giọng ai vậy? Ủa sao giống vậy? Hả? Cái gì vậy? Là sao? Là tôi nè gàn. Ông là con quỷ hả? Giác thì ra ông là con quỷ hả? Cái gì vậy? Tôi là người giả quỷ đó chứ. Ông nói gì đây? Cái gì? Ông là người giả quỷ. Ủa nhưng mà tại sao ông là giả quỷ đây làm gì? Tôi trả thù quỷ nút á, bị nó dám cho tôi ăn cái bánh kia làm tôi đau bụng làm tôi thua. Trời đất ơi, ôi nhưng mà vậy thì hồi nãy cái bàn cầu cơ nó tự di chuyển là sao? Tôi cũng có một cái remote tương tự vậy nè. Cái gì? Trời đất ơi, vậy là hồi nãy Giác nó điều khiển cái kia các bạn à. Trời đất ơi, Huy đáng đời, Huy nó loại rồi. Ui, vậy có nghĩa là là người chiến thắng tôi Tô Gà. Wow, Tô Gà là người chiến thắng sao các bạn ơi? Yeah, mình chiến thắng rồi, trời đất ơi, mình đã thắng 10 triệu rồi các bạn ơi. Yeah, trời ơi, tức kìa chứ, Giác lừa tôi. Ai bảo Huy lừa Giác chứ chứ bộ? Ách gì, tao sẽ quay lại. Ok, thôi bị cảm ơn, vậy dưỡng bệnh đi mày. Được rồi, thôi vậy là Tô Gà đã là người chiến thắng ngày hôm nay trong cái thử thách sinh tồn trong cái hố này, và mình đã chiến thắng khi mình đã sinh tồn tới 3 giờ sáng luôn các bạn ơi. Ok, và bây giờ 10 triệu này là của tôi. Cảm ơn các bạn nhiều nha, và cảm ơn các bạn đã quay video này. Thưa quý vị, tôi một like, một subscribe cũng như cho một review trên team nha. Và các bạn muốn coi một video khác về sinh tồn trong một cái hình tròn thì các bạn hãy bấm vô đây. Còn bây giờ thì bye bye mọi người đi, bye bye mọi người đi. Bye bye. Bye bye.